xin chào tất cả các bạn nhé thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người dùng nhà mạng viettel là cách đổi điểm lấy quà đó thì khi cái mạng viettel này các bạn làm thẻ hay là các bạn giao dịch một cái gì ở nhà mạng viettel này thì nó sẽ có cái điểm cho chúng ta thì các bạn có nhiều điểm rồi thì chúng ta thể quy đổi sang phút gọi hay là tin nhắn hay là dung lượng data nhé để đổi được điểm sang quà này thì các bạn một là chúng ta tải cái app mai viettel hai là chúng ta sẽ làm trên cái app cuộc gọi này thì đối với cách này thì các bạn sử dụng được trên hai cái loại điện thoại một là đen trắng hai là cảm ứng nhé thì chúng ta chỉ cần thao tác là sao 098 sau đó chúng ta ấn thăng và chúng ta ấn phím gọi đi đó thì các bạn chọn cái mục số 7 là mai à, là việt theo cộng cộng này đó các bạn chỉ cần ấn phím trả lời này nó sau đó thì các bạn sẽ ấn vào số và chúng ta chọn số 7. Sau đó chúng ta ấn trả lời. Rồi đến cái mục này thì các bạn nhìn thấy là cái mục 4 này là đối dịch vụ đổi dịch vụ Viettel. Đó, chúng ta chọn mục 4. Các bạn cũng ấn trả lời. Ấn số chúng ta chọn phím 4 và chúng ta ấn trả lời. Rồi thì nó đây, một là đổi điểm sang cước này hai đổi điểm sang dung lượng đó ba là đổi dịch gói dịch vụ đó thì mình sẽ chọn cái mục thứ hai là đổi điểm sang dung lượng mình ấn phím trả lời sau đó mình chọn số 2 và ấn gửi trả lời nhé rồi thì đến bước này thì có hai mục là một là đổi sang FMF là 1.000 điểm chúng ta được 100 FMF nội mạng hai là đổi sang phút gọi đó, 1 uh, nghìn điểm bằng 10 phút gọi rồi bạn và ba là đổi sang data thì mình sẽ chọn uh, trả lời và mình chọn uh, cái mục thứ ba là đổi sang data các bạn nhé đó sau đó mình sẽ ấn phím trả lời ok đến bước này nó có hai mục là sử dụng trong 30 ngày là 1.000 điểm chúng ta là bằng 100 m và cái bước thứ hai nữa mực thứ hai là sử dụng trong ngày tức là trong một ngày đó thì là 500 điểm thì các bạn được 100M. Đó thì mình sẽ đổi cái mục thứ hai này nhá. Cho nó nhiều ha. Đó mình sẽ ấn trả lời. Đó và mình sẽ chọn số 2. Sau đó mình ấn trả lời. Đó thì bây giờ nó yêu cầu chúng ta là nhập số điểm vào. Đó, nhập số điểm cần đổi. Rồi mình sẽ ấn trả lời. Là các bạn nhập cái số điểm mà nó tương ứng với lại một 100 mê của chúng ta Tức là 500 điểm Đó mình sẽ nhập vào 500 Đó sau đó mình ấn chữ trả lời Đó thì nó nó yêu cầu chúng ta đổi 500 điểm thành công 100 mê bạn bấm 1 để đồng ý Không là để hủy Thì mình sẽ chọn là trả lời Và mình ấn 1 để, để đồng ý Sau đó mình ấn trả lời Đó thì các bạn nhìn thấy nó gửi về là quý khách đã đổi thành công 500 500 điểm thành 100 mê sử dụng hết ngày mùng 6 tháng 3 22 không 2022 đó sau đó, đó mình ấn số 0 để quay lại đó bây giờ mình sẽ vào phần tin nhắn ha đó mình vào phần tin nhắn này thì các bạn nhìn thấy là Việt theo Bluetooth này nó gửi này đó thì nó đã thông báo chúng ta là Đổi thành công 500 điểm tiêu dùng Việt theo cộng thành 100 mê data để quý khách trải nghiệm dịch vụ Đó hạn sử dụng Trước ngày mùng 7 tháng 3 2022 Đó Rất là tiện ích ha rồi mình cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy những gì mình chia sẻ hướng dẫn cho các bạn hay hữu ích thì hãy để lại cho mình xin một like và đăng ký kênh. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nhé.